Nè Hân à, cái nĩa đâu có xài như vậy con. Dạ con lấy lộn. Con sao vậy? Tư tỉnh chút đi. Con coi. Ê, trời ơi, những người ở đây đều là khách VIP của Vạn Cơ đó. Con chọn ra một người cũng có thể là người giàu có. Bà kỳ quá. Ồ, nè. À, xin lỗi. Bà xin lỗi. Bà quên mất tất cả họ đều đã có vợ có con. Không lẽ kêu con làm vợ bé hàng sao? Bậy. Chú Lộc. Ờ. Đang nói gì với Hân mà vui vẻ vậy? Đâu có gì. Chú kêu con Hân á, mau chóng làm quen bạn trai thôi. Mau coi lại đi, dán ra đi con. Đừng có thất vọng, anh chỉ giao hàng giùm người ta thôi. Ai là khéo nghĩ quá vậy? Thì ra màn hấp dẫn hôm nay bây giờ mới bắt đầu. Love you Jan. Nè, bong bóng này ai tặng vậy? Ai đang đeo đuổi hơn? Nè, mau bước ra nhận đi. Thôi được, dám tặng mà không dám nhận hả? Để tôi đọc tên người đó. Cái gì khán giả? Mọi người đừng đoán nữa. Bong bóng này là tôi tặng cho Hân. Xin lỗi nha. Là anh. Cha, Nhất Minh thì ra là con hả? Con á và Hân Hân giữ kín quá hả? Nè Hân à, con thật là khéo lựa chọn. Bạn trai nhanh thật là không có đạt. Hôm nay cho em sự bất ngờ nho nhỏ, hy vọng là em vui. Cảm ơn. Hai người quỷ quyệt quá nhanh, cậu một cũng không nói cho tôi biết. Nhưng mà sao cũng được, chúc mừng nha. Hôn đi. Nhạn à, chúng ta sắp trở thành xui gia rồi. Hay là hát một bài cùng Hân Quang nha, được không? Được. Tụi con tham gia hội gia đình cũng không chứng kiến được bài hấp dẫn. Cũng không phải đâu, nghe nói là có người đã ghi hình lại. Tôi không ngại coi lại lần nữa. Phải đó. Mời đất nhỏ, hay là chúng ta hát bài Ngày Mai Em Sẽ Lấy Anh Để Tặng Cho Họ đi. Được đó. Vậy mà anh không bắt cỡ, anh sẽ hát bài Tên Của Em Họ Của Anh. Được. Để em rót trà cho mọi người nha. Nè, Hân mắc cỡ hả? Đâu có đâu. Má, có người muốn rót trà con dâu cho má uống sớm đó. Dạ, nhìn nước miếng của bà kia kìa. Mọi người đừng chọc danh hoài, cổ sẽ đỏ mặt đó. Chưa, chị đã binh vực rồi. Nhất Minh đó đúng là bạn trai tốt đó. Là em dạy mà, phải thương bạn gái. Anh có ngày hôm nay cũng đều nhờ em hết. Tất nhiên rồi. Hân chưa về làm dâu, mấy chuyện rót trà để tôi làm cho. Mọi người ngồi chơi nha. Đến phụ em. Rót trà thôi mà, đâu có gì phụ. Anh chỉ giúp Hân thôi. Thật ra trước đó anh đã muốn nói với em, anh và Hân đến với nhau. À phải, anh phải đối xử tốt với Hân. Em chơi với nó từ nhỏ cho tới lớn, coi nó như là em gái vậy. Con người của nó rất hiền lành, dễ bị người khác bắt nạt. Nếu mà sau này anh đối xử với nó không tốt, em nhất định sẽ không tha cho anh. Ai, tách trà con dâu còn chưa uống được, bây giờ chỉ muốn ăn đậu hũ thôi. Không nhắc cũng không để ý, nhắc tới tôi cũng muốn ăn. Vậy hả, để tôi đi mua nè. À, dạ thôi, đi con đi mua được rồi, mọi người tiếp tục chơi đi. Ờ, Hân à, hay là em chơi giùm chị đi, em đi với anh. Thôi khỏi, con đi, em đang chơi mặt trực với má vui vẻ mà, chơi tiếp đi. Anh Nghi, là anh đi. Ý, sao tìm em? Không, nói chuyện với em một chút thôi. Anh đang lấy xe đến Vịnh Nhỏ mua đậu hũ, em đang ở đâu? Trùng hợp quá, em cũng đang ở Vịnh Nhỏ. Vậy em có muốn cùng anh ăn đậu hũ không?
Được đó. Vậy lát nữa gặp. Bye. Ba, con có chuyện quan trọng, không thể đi uống trà chiều với ba. À, bỏ rơi ba phải không? Cùng lắm tối nay con ăn cơm tối với ba. Ai khiến cho con vui vẻ vậy? Người đó là ai? Bạn thôi. Thân mật hả? Bình thường thôi mà. Ê, là cái dạng bình thường thì làm gì con vui mừng dữ vậy? Thôi thì con trễ giờ rồi, không nói với ba nữa đâu. Bye bye. Em Ghi, sau buổi gia đình chung vui lần trước, mỗi một đứa bé giành chiến thắng cũng đều được có một tài khoản tiết kiệm để làm quỹ giáo dục cho các bé. Sau đó tôi có trao đổi với khách hàng, họ đối với hoạt động này khen ngợi hết lời, cảm thấy rất tốt. Bởi vì họ cảm thấy có thể khiến các cháu bé học hỏi được khái niệm quản tài chánh sớm hơn, cho nên chúng ta có thể theo hướng này tiếp tục phát triển. Tài khoản trẻ em? Phải. Ý tưởng này tuy rằng không phải mới, nhưng tôi cảm thấy có thể thay đổi hình thức. Chẳng hạn có thể hợp tác với một số công viên chủ đề, in một số sổ tiết kiệm hoạt hình, sổ chi phí hoạt hình. Tôi tin làm như vậy chắc chắn có thể thu hút nhiều khách hàng gia đình đó. Rất tốt. Có ý mới mẻ, có thể xem xét. Không phải là không thể xem xét, nhưng mà thị trường này kiên trì bền bỉ sẽ không có lợi ích ngay tức khắc. Cho nên tôi vẫn cho rằng phải đem nguồn tài nguyên đầu tư vào những người về hưu trung lưu. Ý tưởng này lần trước anh đề cập rồi, phản ứng của mọi người hình như không lớn. Cho nên lần này tôi đã làm một bản kế hoạch, trong đó có cuộc khảo sát tỉ mỉ. Tôi hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian để nghiên cứu lại. Tôi đã trao đổi với các nhà đầu tư, họ cũng nói là rất có tiềm lực. Cụ thể? Có một nhà đầu tư có vài miếng đất ở khu phố cũ Tân Giới cũng muốn khai thác phát triển. Dù là địa điểm định vị cũng rất phối hợp với kế hoạch của chúng ta. Còn cơ cấu đồng bộ thì sao? Đừng tính cơ cấu mới xây của tòa nhà. Trong khu vực đã có công viên, bệnh viện, câu lạc bộ người cao tuổi, siêu thị và chợ toàn bộ đầy đủ, rất thích hợp cho người về hưu cư trú. Vậy câu lạc bộ này nhất định phải có hồ bơi nước ấm mới. Tôi đã ghi vào bản kế hoạch luôn rồi. Hơn nữa mỗi một hộ cũng phải gắn thêm chuông báo động, nhà vệ sinh, hành lang đều phải có tay vịn. Còn nữa, đặc biệt có lối đi dành cho xe lăn. Cũng rất tỉ mỉ. Mới nghe thì cũng thấy rất là tốt. Anh còn chưa về hưu nhưng mà dày mua sẵn một căn để sau này ở cũng tốt. Ông Trác, xin lỗi nha các vị. Tài liệu đã đổi mới, bản kế hoạch ok rồi, anh coi đi. Cảm ơn. Marcus, anh coi đi. Chú Trúc à, chú có coi bản kế hoạch của Topman không? Có. Ý tưởng của cậu ta rất mới là nhìn xa, nhưng mà có một số chi tiết cần phải suy nghĩ lại. Nhưng về lâu về dài mà nói thì thị trường này rất có tiềm lực, hơn nữa còn rất lớn. Topman. Top. Đặt tên không sai ha, ý nghĩa cũng cao siêu hơn. Ê, cậu ta hơn con chỉ là kinh nghiệm thôi, lâu dài mà nói khả năng con tuyệt đối hơn cậu ta. Ảnh hơn con không chỉ là kinh nghiệm, mà còn chính là sự ăn rơi với anh hai. Điều này cần phải có nhiều thời gian dung đắp, chắc còn lâu mới theo kịp. Tóm lại hai người đó kết hợp lại chính là tường đồng vách sắt. Dù Topman có top cả nào đi nữa cũng chỉ là con người chiến thôi, làm sao có thể so sánh với thân phận của con. Anh hai con có con người chiến, con cũng có con hổ con. Tiger. Tiger là đứa tài giỏi, nhưng mà suốt đời này nó sẽ không cùng một đường với con. Con muốn người khác phục con có rất nhiều cách mà. Chú Trúc à, lại bỏ tiền vào túi con hả? Vậy con phải mời chú ăn cơm rồi. Đãi ăn cái gì đây? Chú quyết định đi. Được, được. Nhân Minh à, chiếc du thuyền ở đó hình như là du thuyền của anh hai con thì phải. Hình như là vậy. Vậy nó tới Vịnh Du Cảnh làm gì đón con hả? Đâu phải, anh đâu có nói với con, có phải tìm chú không? Đâu có, xuống dưới coi giùm chú coi. Có phải anh hai con không? Dạ, không phải, chú nhìn lộn thuyền rồi. Hả? À thôi, bây giờ con muốn ăn cái gì? Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ
vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.